lấy đồ tủ cái kia bùa rễ lại để ghép nhiều mục. Nhưng thật ra chừng mà múc mình lấy mục nó kiểu ta lấy cái da không, lấy da nó sống không, lấy ghép nhiều mục mà múc mình chọn ra mục nào nó chuẩn đủ. Đồ anh nuôi mà không? Nó ra cái viền này, cái viền nó sung quá. Cái cây dồn cái cây nó cái chỗ nào nó sung biết liền. Chút sống. Sao? Mình cái da. Ừ, dồn da nó có chút sống. Không được quay ra chỗ nha. Cây gia chủ cây đẹp mà không dám lộ diện.